Bây giờ chúng ta mời nhóm thứ hai là nhóm sẽ trình bày về tai nạn chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France. Các em chuẩn bị thuyết trình nha. Cô ơi, cô có thấy slide của em nó chạy không ạ? À, cô thấy rồi. Slide Đây nó vẫn chạy bình thường đúng không như cô? Dạ, chào mừng cô và các bạn đã tham dự buổi thuyết trình của nhóm chúng em ngày hôm nay ạ. À. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Thùy Linh, sẽ đại diện cho nhóm để mở đầu bài thuyết trình. Thì như cô và tất cả các bạn cũng đã biết thì cái sự tăng trưởng của nền kinh tế tạo điều kiện cho ngành vận tải hàng không phát triển, thì với ưu điểm là nhanh chóng, độ an toàn cao, hình thức vận tải hàng không ngày càng phát triển và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động giao thương quốc tế. Vì vậy mà cái lượng hành khách đi di chuyển bằng đường hàng không ở các quốc gia thì đều là tăng mạnh. Thì cùng với đó thì cái lĩnh vực bảo hiểm hàng không thì càng trở nên cần thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng với toàn xã hội. Thì còn về cái sự cố mà tai nạn hàng không á, thì không, đó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra, bởi vì đó là những cái thảm họa ảnh hưởng tới sự an toàn và tính mạng của hành khách. Vì vậy mà khi sự cố xảy ra, các hãng hàng không bắt buộc phải có những biện pháp bồi thường thiệt hại thích đáng cho gia đình của những nạn nhân xấu số đó. Thì bảo hiểm hàng không sẽ giúp cho hãng hàng không để giải quyết cái vấn đề này. Thì mục đích của đề tài hôm nay mà nhóm chúng em mang đến là để hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa bảo hiểm hàng không đối với hãng hàng không thì cũng như là hành khách sử dụng cái dịch vụ này. Thì sau đây mời cô và các bạn hoặc cùng nhóm chúng em tìm hiểu về vụ tai nạn máy bay A330 chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France. Thì sau đây là một cái số hình ảnh trước và sau khi máy bay này gặp sự cố. Thì trước khi đi vào tìm hiểu vụ tai nạn thương tâm này thì em sẽ nói khái quát về bảo hiểm hàng không. Thì với cái ưu điểm là nhanh chóng, độ an toàn cao, ngành vận tải hàng không ngày càng phát triển. Tuy nhiên là rủi ro là điều không ai có thể lường trước được. Cả người và hàng hóa đều có nguy cơ gặp sự cố bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà sự ra đời của bảo hiểm hàng không sẽ là chìa khóa để giải quyết cái vấn đề này. Thì bảo hiểm hàng không là một loại bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm hàng không thực chất nó là một cái đó là một trong những cái nghiệp vụ kinh doanh đặc thù của công ty cổ phần bảo hiểm hàng không, và nó cũng là loại bảo hiểm đặc biệt dành cho các Lan hoạt ơi, động của máy bay. Lan đang không có thấy slide. Không thấy slide chạy hả? Ấy vậy Ấy ai nghe dùm dùm. thấy chưa mọi người? thấy rồi á. Thấy thì em xin phép trình bày tiếp là bảo hiểm hàng không là một loại bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm hàng không thực chất là một trong những cái nghiệp vụ kinh doanh đặc thù của công ty cổ phần bảo hiểm hàng không, và nó cũng là loại hình bảo hiểm đặc biệt dành cho các hoạt động của máy bay cũng như là những cái rủi ro liên quan trong ngành hàng không. Nó nhằm đảm bảo tối đa cái sự an toàn của hãng hàng không và hành khách. Thì ở thời điểm hiện tại thì có khá nhiều cái doanh nghiệp có quy mô lớn cung cấp cái gói bảo hiểm này. Thì tuy nhiên thì tùy vào từng hợp đồng và cái sự thỏa thuận giữa các bên, thì các điều khoản về trường hợp rủi ro thì sẽ có những cái sự khác biệt nhất định.
Bảo hiểm hàng không nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Thì trên thực tế thì không hề tồn tại cái phương thức vận tải nào đảm bảo cái tính an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là cái ngành vận tải hàng không này thì an toàn luôn là cái yếu tố hàng đầu. Rủi ro thì có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu như mà không có bảo hiểm thì hãng hàng không sẽ phải chịu toàn bộ những cái tổn thất mà không được đền bù. Chính vì thế mà hiện nay cái lô hàng đó dù nó có quan trọng hay là không thì cũng nên mua bảo hiểm. Nó sẽ giúp cho hãng hàng không và hành khách tránh khỏi những cái thiệt hại ngoài ý muốn. Thì bảo hiểm hàng không có thực sự cần thiết hay không? Thì đối với hành khách khi mua bảo hiểm thì họ sẽ nhận được những cái lợi ích như sau. Ví dụ như là hủy chuyến bay và được bồi thường tiền vé. Điều này sẽ được thực hiện trong cái trường hợp là bên vận chuyển chủ động hủy chuyến bay. Còn nếu như mà hủy chuyến mà do lỗi của hành khách thì cái đơn vị bán bảo hiểm thì sẽ chỉ có trách nhiệm đền bù cái số tiền mà đã đặt cọc hay là cái số tiền mà không được hoàn trả từ hãng hàng không. Còn trong trường hợp mà chuyến bay bị chậm trễ, bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường và hoàn trả tất cả những cái chi phí phát sinh như là ăn uống, ngủ nghỉ trong cái thời gian chờ chuyến bay. Khi có thiệt hại về sức khỏe thì hành khách sẽ được miễn phí các dịch vụ và dụng cụ y tế ở các nước trung chuyển. Khi mà có thiệt hại về hành lý, đơn vị bảo hiểm sẽ có nhiệm vụ chi trả toàn bộ cái tổn thất. Nó sẽ bao gồm các hành lý như là bị hư hỏng, thất lạc hay là đến chậm. Còn có một cái sự lưu ý là chỉ có hành lý ký gửi thì mới được hãng hàng không bồi thường khi mà có sự cố thất lạc. Còn đối với vật chất là hàng hóa thì tùy vào từng tính chất của lô hàng, đặc biệt là những cái lô hàng có giá trị kinh tế cao, khi đó thì sự cố thất lạc sẽ rất là khó để có cái bằng chứng là chứng minh là đó là lỗi và trách nhiệm của hãng hàng không. Thì thông thường thì cái rủi ro này thì hành khách đều phải chấp nhận. Thì khi đó thì bảo hiểm sẽ phát huy cái tác dụng của mình trong cái vấn đề này là khách hàng sẽ được bồi thường giá trị tổn thất, kể cả cái đơn hàng đó là đơn hàng ký gửi. Do đó mà đối với các loại hàng hóa dễ mất, dễ thất lạc hay là có giá trị cao, đồng thời phải vận chuyển qua nhiều nước trung chuyển, thì các hành khách và doanh nghiệp nên mua bảo hiểm để hạn chế mức tổn thất khi có sự cố xảy ra. Thì nói tóm lại thì trong ngành hàng không, bảo hiểm là một thứ rất là cần thiết, đóng vai trò rất quan trọng, để không may gặp sự cố, bảo hiểm sẽ giúp giảm thiểu những cái thiệt hại to lớn về cả người và của. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về diễn biến vụ tai nạn máy bay 447 của Air France. Thì trước khi đi vào chi tiết thì em sẽ tóm tắt lại cái vụ tai nạn này là trong lịch sử của ngành hàng không dân dụng đến nay thì sẽ có một số cái tai nạn xảy ra một cách rất là bí ẩn, không thể hoặc là phải mất một thời gian rất là dài để tìm ra được cái nguyên nhân. Thì một trong những cái số đó là vụ chuyến bay mang số hiệu AF447 của hãng hàng không Air France mất tích vào ngày 1 tháng 6 năm 2009. Thì chuyến bay 447 của Air France là một chuyến bay vận chuyển khách quốc tế bằng máy bay Airbus A330 xuất phát từ Rio, Brazil đến Paris, Pháp và đã mất tích ở Đại Tây Dương vào ngày 1 tháng 6 năm 2009. Trên chuyến bay có 216 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Thì người ta khẳng định rằng là cái máy bay này nó bị rơi trên Đại Tây Dương lúc 2 giờ 14 phút, giết chết tất cả 228 hành khách và phi hành đoàn. Thì tai nạn này là một vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử của hãng hàng không Air France. Thì nó vượt qua cả vụ tai nạn chuyến bay thuê bao của Air France từ sân bay Orly đến Atlanta vào ngày 3 tháng 6 năm 1962, và vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến cái dòng máy A330 này. Thì người đứng đầu BA đã mô tả cái vụ tai nạn lần này là một vụ tai nạn và sự cố hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử nước Pháp. Thì về thông tin máy bay Airbus A330 trong vụ tai nạn. Thì Airbus A330 này là một cái mẫu máy bay dân dụng chở khách thương mại, có thân rộng, động cơ đôi, một tầng hai lối đi và có tầm bay từ trung bình đến xa. Thì nó được phát triển cùng với thời điểm với Airbus A340 và có khả năng thay thế được với Airbus A350. Thì từ khi ra đời thì người ta đã ước tính rằng là cứ mỗi 24 giây là sẽ có một chiếc Airbus A330 có người hạ cánh.
Thì máy bay mà liên quan đến cái vụ tai nạn này á, là chiếc máy bay Airbus A330-203 4 năm tuổi, có số series nhà sản xuất là 660, đăng ký FGZCB. Chuyến bay đầu tiên của nó là vào ngày 25 tháng 2 năm 2005, và 2 tháng sau thì nó được giao cho hãng vào ngày 18 tháng 4 năm 2005. Thì vào thời điểm gặp nạn thì đây là cái chiếc máy bay A330 của Air France. Máy bay thì được trang bị hai động cơ General Electric CF6-80E1A3 với lực đẩy tối đa là 68.530 hoặc là 60.400 bao. Thì nó mang lại cái tốc độ hành trình tầm hoạt động mác khoảng từ 0,82 đến 0,86, thì nó tương đương là 871 đến 913 km/h ở độ cao 35.000 feet, và có tầm hoạt động là 12.500 km. Thì vào ngày 17 tháng 8 năm 2006, thì cái chiếc máy bay A330 này nó đã tham gia vào một cái vụ va chạm trên mặt đất với cái Airbus A321 tại sân bay Charles de Gaulle. Thì chiếc máy bay A321 thì nó bị hư hỏng nặng, thì trong khi đó thì A330 này nó chỉ bị hư hỏng nhẹ thôi. Máy bay thì đã trải qua một cuộc đại tu lớn vào ngày 16 tháng 4 năm 2009. Thì vào thời điểm xảy ra tai nạn thì nó đã được tích lũy khoảng 18.870 giờ bay. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi bạn Yến Nhung để tìm hiểu rõ hơn về hành trình chuyến bay và diễn biến của vụ tai nạn. Xin mời bạn Yến Nhung ạ. Dạ, em chào cô và chào các bạn. Em tên là Đào Thị Yến Nhung và tiếp theo em xin trình bày về diễn biến và hành trình của vụ tai nạn thông qua video sau. Lịch sử được hình thành bởi những sự kiện xảy ra trong quá khứ và gắn liền với xã hội loài người. Những sự kiện dù lớn dù bé diễn ra thì cách đây hàng nghìn năm hay mới hôm qua thì liên quan tới vận mệnh của một quốc gia, dân tộc hay chỉ sẽ đến với một cá nhân thì vẫn luôn là vấn đề được dư luận quan tâm và nhắc đến. Hôm nay mình sẽ nói về vụ tai nạn bí ẩn AF447 của hãng hàng không Air France. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2009, chiếc máy bay Airbus 330 mang số hiệu AF447 cất cánh từ thành phố Rio, Brazil đến Paris, mang theo 216 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Chuyến bay có hành trình 11 tiếng đến Paris. Trên khoang điều khiển lúc này gồm 3 phi công là cơ trưởng Mark 58 tuổi, cơ phó Robert 37 tuổi và cơ phó Bonin chỉ mới 32 tuổi. Vào lúc 1 giờ 36 phút sáng vào ngày 1 tháng 6 năm 2009, máy bay đi vào khu vực thời tiết xấu của một cơn dông nhiệt đới. Thì trong khi các chuyến bay khác đi cùng lộ trình thay đổi hướng để tránh thời tiết xấu, thì tổ phi công trên chiếc AF447 thì không làm như vậy, vì nhiệt độ bên ngoài cao hơn dự báo và máy bay vẫn nặng do còn đầy xăng. Nó không thể bay cao hơn để tránh tác động của thời tiết. Vào khoảng 2 giờ, cơ phó Robert quay lại buồng lái, cơ trưởng Mark đứng dậy nhường ghế cho cơ phó Robert. Nhưng vấn đề cho cơ phó Bonin điều khiển chuyến bay. Mặc dù cơ phó Bonin có kinh nghiệm ít nhất trong 3 phi công. 5 phút sau thì Robert gọi cho tiếp viên để thông báo với hành khách rằng máy bay sắp đi vào vùng thời tiết xấu. 2 phút sau, Robert phát hiện hệ thống radar thời tiết chưa được chỉnh đúng chế độ. Sau khi chỉnh lại, anh phát hiện rằng máy bay đi thẳng vào khu vực nhiễu động mạnh, cảm biến tốc độ bị đóng băng, còi báo động kêu trong 2,2 giây, chế độ lái tự động bị ngắt và cảnh báo thất tốc vang lên, nhưng thực tế đây là cảnh báo không chính xác. Lúc này thì cơ phó Bonin kéo cần lái về phía sau ngóc đầu máy bay, đưa máy bay lên cao hơn. Điều không thể vì nhiệt độ quá cao phía bên ngoài, mặc dù trước đó hai phi công đã thảo luận về nhiệt độ cao làm máy bay không thể bay cao hơn, thì lúc này máy bay được điều khiển ngóc đầu lên, vận tốc bị giảm, lực nâng bị giảm đột ngột. Thì trong tình huống này, lẽ ra các phi công cần phải đẩy cần lái về phía trước để hạ máy bay xuống và lấy lại tốc độ, nhưng họ làm ngược lại. Lúc này máy bay đang leo cao với tốc độ 7.000 feet trên phút và mất dần tốc độ. Cơ phó Robert bảo cơ phó Bonin hạ độ cao xuống vì có cảnh báo máy bay đang lên quá cao. Thì vài phút sau, nhờ hệ thống chống đóng băng, một trong hai cảm biến vận tốc hoạt động trở lại. Cơ phó Robert nhận ra tình huống khẩn cấp
nhấn nút gọi cơ trưởng. Và trong lúc này, Boeing kéo cần lái về phía sau. Trong tình huống bình thường thì hệ thống máy bay sẽ không chuyển bất cứ điều khiển nào của phi công làm máy bay có nguy cơ bị thất tốc. Nhưng lúc này máy bay đang trong trạng thái thủ công, các hạn chế bị hủy bỏ. Các chuyên gia hàng không cho rằng Boeing chưa được học lái thủ công trong những tình huống như vậy. Anh ta nghĩ rằng hệ thống cảnh báo lầm vì không biết các hạn chế đã bị hủy bỏ. Thì lúc này mọi hệ thống trên máy bay làm việc bình thường, cảnh báo của hệ thống là chính xác. Cảnh báo thất tốc được vang lên 75 lần, nhưng cả hai phi công đều bỏ qua. Lúc này Boeing vẫn hoạt động như trên mặt đất. Đó là nâng mũi máy bay và cố đạt đến vận tốc như lúc cất cánh. Nhưng lúc này máy bay đang ở độ cao 12 km so với mực nước biển, không khí loãng và vận động cơ. Và động cơ tạo ra lực đẩy ít hơn, do đó thì lực đẩy nâng ít hơn. Cơ phó Robert vẫn không hề biết rằng cơ phó Boeing đang kéo cần lái xuống vì hai cần lái của Airbus bất đồng bộ, hoạt động độc lập. Khi một phi công kéo cần lái, phi công còn lại không cảm thấy gì cả. Vào lúc 2 giờ 11 phút 43 giây, cơ trưởng quay trở lại, thì lúc này máy bay đang rơi xuống với vận tốc đứng 3 km trên phút, góc xuống 41 độ. Cơ trưởng vẫn ngồi sau, không hề cầm lái và không hề biết cần lái đang được kéo xuống. Có lẽ cơ trưởng không muốn tình hình thêm tồi tệ bằng cách một trong hai phi công phải đứng dậy nhường ghế. Thì các phi công nhận ra rằng máy bay đang hạ độ cao rất nhanh. Cơ phó Robert đẩy cần lái để hạ mũi xuống nhưng vẫn bị bù trừ với hành động kéo cần lái của Boeing. Mũi máy bay hướng lên, Robert giành quyền điều khiển và hạ mũi bay máy bay xuống nhưng vẫn rớt rất nhanh, chỉ còn 600 mét và không còn đủ thời gian tăng tốc bằng cách chút mũi máy bay xuống. Cơ phó Boeing không hề thông báo và giành lại điều khiển, kéo cần lái về hết mức. Vào lúc 2 giờ 15 phút thì máy bay rơi xuống biển. Một chiến dịch lớn tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích diễn ra ngay lập tức, với sự tham gia của hàng loạt máy bay và tàu quân sự của nước Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Senegal và Mỹ. Tuy nhiên, phải đến tháng 5 2011, sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài gần 2 năm với nhiều phương tiện ngầm và trên mặt nước, hai hộp đen của máy bay mới được tìm thấy và đưa lên từ độ sâu với 4.000 nước trên đáy biển, dưới đáy biển. Về hành khách và phi hành đoàn thì trong đó có 228 người trong máy bay với 3 phi công và 9 tiếp viên hàng không. Có một trẻ em dưới 7 tuổi, 7 trẻ em và 82 nữ giới và 126 nam giới. Theo một danh sách chính thức do hãng hàng không Air France công bố, phần lớn hành khách là người có quốc tịch Brazil và Pháp. Tiếp theo em sẽ trình bày về cuộc điều tra chung. Về cuộc điều tra chính thức của các nhà chức trách Pháp đã diễn ra, theo bản ghi âm buồng lái, cơ trưởng cho biết đêm trước đó ông chỉ ngủ được trong vòng 1 giờ và thức suốt đêm trước tại Rio với bạn gái, người có mặt trên chuyến bay. Ông bị quy trách nhiệm vì đã bỏ đi ngủ để hai phi công phụ điều khiển trong lúc máy bay đang phải đối mặt với thời tiết xấu. Thì trong vụ tai nạn thì lẽ ra khi mất chế độ lái tự động thì các phi công phải kiểm tra các thông số khác, sức đẩy động cơ, độ cao để đối chiếu, thì nhưng họ không làm như vậy. Nếu như những phi công đó không làm gì thì cảm biến tốc độ bị hỏng, máy bay sẽ an toàn. Thay vì làm những các động tác theo nguyên tắc an toàn hay cơ bản, điều sơ đẳng nhất khi vào nghề bay thì họ lại quá tin vào hệ thống bay tự động. Thì nhà chức trách Brazil vào ngày 21 tháng 6 thông báo các bác sĩ pháp y đã nhận dạng được 11 thi thể đầu tiên trong số 50 thi thể nạn nhân máy bay rơi được vớt lên từ Đại Tây Dương. Thì trong số các thi thể này có 10 công dân là Brazil, gồm 5 nam, 5 nữ và một người đàn ông là người nước ngoài. Thì tuy nhiên quốc tịch của người này thì chưa được tiết lộ. Thông tin trên cũng được các thông báo đến gia đình nạn nhân Brazil cũng như đại sứ quán Brazil của các quốc gia có công dân nam được nhận dạng. Thì tuy nhiên danh tính của cả 11 người sẽ không được tiết lộ theo ý nguyện của gia đình nạn nhân. Thông báo của cơ quan an toàn cộng đồng bang Nam Pernambuco cho biết các nạn nhân được nhận dạng nhờ thông số về răng, dấu tay, mẫu DNA. Các nhà điều tra tiếp tục nghiên cứu các thi thể, mảnh vỡ
hành lý nạn nhân một cách căn cứ ở DC, thủ phủ bang Pernambuco để nhận dạng các thi thể còn lại cũng như tìm hiểu nguyên nhân của máy bay rơi. À, tiếp theo em xin mời bạn Đỗ Thị Linh trình bày phần tiếp theo ạ. Dạ, xin chào cô và các bạn. Em là Đỗ Thị Linh. Em xin trình bày tiếp bài thuyết trình của nhóm ạ. À, tiếp đến là phần cuộc điều tra ra nguyên nhân vụ tai nạn. Một nhà điều tra Pháp đã cho hay máy bay gặp nạn trên Đại Tây Dương của hãng Air France không hề vỡ từ trên mà lao thẳng đứng xuống biển. Phụ trách của đội điều tra vụ tai nạn của chuyến bay 447 ngày 1 tháng 6 năm 2009 còn nhấn mạnh những chiếc áo phao tìm thấy trong các mảnh còn lại của máy bay không hề được bơm hơi. Cuộc tìm kiếm hộp đen máy bay sẽ tiếp tục và kéo dài tới ngày 10 tháng 7 năm 2009. Bộ cảm biến tốc độ là một nhân tố nhưng không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của máy bay. Ngày 2 tháng 7, nhà điều tra Pháp sẽ đệ trình báo cáo sơ bộ về những gì xảy ra với chuyến bay 447 của Air France đã gặp tại Đại Tây Dương. Đây được coi là một trong những vụ điều tra thách thức nhất trong lịch sử. Những thông điệp trái ngược nhau được gửi trước lúc máy bay gặp nạn làm cuộc điều tra thêm mơ hồ khi vị trí hộp đen máy bay vẫn chưa thể xác định được. Cơ hội tìm thấy hộp ghi dữ liệu chuyến bay định mệnh ngày một ít dần khi thiết bị này dần tới ngày hết phát tín hiệu. Không có chúng, nguyên nhân đầy đủ của thảm kịch này sẽ không bao giờ có thể tiết lộ. Thiếu bằng chứng cốt yếu là chiếc hộp đen. Báo cáo ban đầu của BEA sẽ dựa trên các thông điệp tự động của máy bay gửi đi vài phút trước lúc mất liên lạc và đầu mối từ các mảnh vỡ cùng 51 thi thể được tìm thấy. Một trong những thông điệp đó cho thấy máy bay đã nhận được thông tin không chính xác về tốc độ từ thiết bị giám sát bên ngoài, có thể phá hỏng hệ thống kiểm soát của máy bay. Nhiều chuyên gia đánh giá thiết bị bên ngoài có thể bị đóng băng. Air France đã thay thế toàn bộ bộ phận này, gọi là các ống VTOL, thiết bị cảm biến tốc độ trên toàn bộ máy bay Airbus A330 và A340. Trước khi biến mất bí ẩn, thì máy bay AF447 đã phát đi một loạt thông điệp cho thấy các hệ thống điều khiển bị hỏng và tổ lái đã cố gắng khắc phục trong 15 phút cuối. Sau một vụ tai nạn, thì hộp dữ liệu máy bay có thể phát đi tín hiệu trong 30 ngày trước khi nhạt dần và biến mất. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, chúng có thể phát đi trong vòng 45 ngày. Phần tiếp theo là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Câu hỏi được mọi người đặt ra là liệu đây có phải là một tai nạn hay không, hay là một hoạt động khủng bố có tính toán? Thì nghi vấn ban đầu là do khủng bố, nhưng sau đó nguyên nhân được xác định là do hệ thống dây điện bị lỗi, dẫn đến nổ nhiên liệu. Trên một chiếc máy bay thông thường, khi phi công kéo đòn bẩy cơ học để vận hành hệ thống điều khiển thủy lực, thì nhưng mà đối với A330, thiết bị truyền lực nặng nề kia được thay thế bằng một hệ thống điện tử, được gọi là điều khiển điện tử. Phi công chỉ cần nói với máy điện phi hành những gì mình muốn thực hiện, đó là chiếc máy tính có thể chuyển ý định thành hành động và tiến hành một cách thận trọng và có kỹ năng. Máy điện toán phi hành, điều chỉnh bề mặt, điều khiển và chiếc máy bay sẽ rẽ sang hướng phi công mong muốn. Nhưng những động tác như thế này sẽ làm cho A330 bị mất độ cao. Vì thế chiếc máy tính tiến bộ bù lại bằng cách tăng công suất và đẩy chóp mũi lên để cung cấp đủ lực nâng. Phi công chẳng cần làm gì cả. Nhưng hệ thống lái tự động sẽ không thể thực hiện lệnh nào của phi công có khả năng gây nguy hiểm cho an toàn của chiếc máy bay. Với chức năng an toàn này thì có vẻ như không thể nào xảy ra việc rơi phi cơ 447 chỉ đơn giản là do lỗi của phi công. Vì vậy phải có một cái gì đó nằm trên đường bay của phi cơ 447 đã khiến cho nó rơi xuống. Điều này là điểm mấu chốt để hiểu điều gì đã xảy ra với chuyến bay 447. Có khả năng vào lúc các phi công phát hiện ra cơn bão khổng lồ thì họ đã ở trong đó rồi. Có thể có một lượng nước siêu lạnh tại độ cao của chiếc máy bay. Một thực tế là không khí trên đại dương thật sự rất sạch. Nghĩa là nếu có nước siêu lạnh trong khí quyển và chiếc máy bay bay qua đó thì những hạt nước đó có thể sẵn sàng đóng băng ngay khi chúng chạm vào một bề mặt. Nước siêu lạnh có thể chấn áp cả những yếu tố nóng trong ống bi tót và đóng băng chúng chỉ trong vài giây.
Hoàn toàn có thể xảy ra việc chiếc máy bay bất thình lình gặp các điều kiện thời tiết kinh khủng hơn những gì mà chúng được thiết kế để đối phó lại. Như vậy thì các đầu VTOL có thể đã không đủ khả năng để đương đầu với tình trạng này. Báo cáo điều tra cuối cùng kết luận rằng hai trong số 3 phi công của Air France đang ngủ lúc chiếc máy bay gặp nguy hiểm trong vùng thời tiết xấu. Như vậy, nguyên nhân khách quan dẫn đến vụ tai nạn này có thể là do sự lơ là, thiếu trách nhiệm của cơ trưởng nói riêng và phi hành đoàn nói chung. Nguyên nhân chủ quan là do thời tiết tại nơi máy bay đi qua đã có bão và những cộng hưởng của nhân tố nước siêu lạnh ở vùng trời lúc đó. Tiếp đến là phần thông tin sau vụ tai nạn. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2009, các máy bay không quân của Brazil đã phát hiện các mảnh vỡ trên đại dương. Tuy nhiên, lực lượng này sau đó đã khẳng định không phải là xác của chiếc máy bay bị nạn, vết dầu loang lổ ở khu vực cũng không phải là vết dầu chảy ra từ chiếc phi cơ của Air France. Việc tìm kiếm cũng gặp khó khăn do không thể nhận được sóng âm từ thiết bị định vị khẩn cấp sau khi máy bay rơi xuống nước. Mãi cho đến tháng 5 năm 2011, thì sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài gần 2 năm với nhiều phương tiện ngầm và trên mặt nước, hai hộp đen của chiếc máy bay mới được tìm thấy và đưa lên từ độ sâu 4.000 mét dưới đáy biển. Thi thể của 104 người khác cũng được trục vớt, nhưng 74 người còn lại thì vẫn chưa được tìm thấy. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban điều tra kết luận rằng ở độ cao 12 km, các tinh thể băng đã bám đầy ống VTOL và bộ cảm biến tốc độ của máy bay, khiến cơ chế lái tự động bị vô hiệu. Việc xử lý tình huống của các phi công sau đó đã không thể làm cho máy bay giữ được thăng bằng và độ cao cần thiết, khiến máy bay lao xuống biển. Dạ, tiếp theo em xin mời phần trình bày của bạn Mỹ Hiền ạ. Dạ, em xin chào cô và các bạn. Sau đây em xin tiếp tục phần thuyết trình của nhóm ạ. Sau vụ tai nạn thì ắt hẳn các gia đình của nạn nhân sẽ mất mát rất nhiều về cả lẫn tinh thần và vật chất. Thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem các nạn nhân và gia đình nạn nhân sẽ được các công ty bảo hiểm và hãng hàng không chi trả bồi thường thiệt hại như thế nào. Thì về phần công ty bảo hiểm, chuyến bay Rio Paris được hơn 15 hãng bảo hiểm gồm AXA, AIG, Swiss Re, vân vân bảo hiểm và mua lại bảo hiểm ở các hãng tái bảo hiểm khác. Thì tập đoàn AXA là nhà bảo hiểm chính của hợp đồng, tức lãnh phần quản lý các thủ tục hành chính cho tất cả các hãng đồng bảo hiểm trong vụ này. Thì đi sơ qua về công ty bảo hiểm AXA, thì AXA là một công ty bảo hiểm đa quốc gia của Pháp, có trụ sở tại quận 8 của Paris, tham gia bảo hiểm toàn cầu, quản lý đầu tư và các dịch vụ tài chính khác. Thì tập đoàn AXA hoạt động chủ yếu ở Tây Âu, Bắc Mỹ, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông, châu Phi. AXA là tập đoàn gồm các doanh nghiệp hoạt động độc lập, hoạt động theo luật pháp và quy định của nhiều quốc gia khác nhau. Công ty này là một thành phần của chỉ số thị trường chứng khoán Eurostoxx 50. Thì về giải quyết bồi thường và mức độ bồi thường, thì ngay sau tai nạn của chuyến bay AF447 Rio Paris, các hãng bảo hiểm và tái bảo hiểm đã bắt đầu nghiên cứu việc bồi thường thiệt hại cho hãng hàng không và gia đình các nạn nhân. Người ta ước đoán số tiền bồi thường thiệt hại có tổng chi phí là 330 triệu đô la Mỹ, và thậm chí nó có thể lên đến 750 triệu trong trường hợp có kiện cáo ra tòa. Cả 216 hành khách được Air France mua bảo hiểm, trong khi các thành viên phi hành đoàn lại có một bảo hiểm khác trong trường hợp tai nạn trong lúc hành nghề. Thì các gia đình nạn nhân sẽ bắt đầu nhận được hỗ trợ tài chính giúp họ trang trải tổn phí ban đầu, trong lúc việc thanh toán toàn bộ tiền bồi thường có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Để bồi thường cho thân nhân của nạn nhân, thì các hãng bảo hiểm dựa trên các tham số đã xác định tùy theo hoàn cảnh của mỗi nạn nhân, và sẽ phải tìm kiếm xem liệu một số hành khách có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay không. Ngược lại thì các bảo hiểm cho Air France đã biết chắc họ sẽ bồi thường cho hãng hàng không này chiếc máy bay trị giá 67,4 triệu euro. Tuy nhiên, tất cả đều chờ thông tin nguyên nhân chính xác của vụ rớt máy bay và hy vọng tìm được chiếc hộp đen để biết cuối cùng ai sẽ là bồi thường thiệt hại.
Các công ty đã tiến hành đánh giá trong trường hợp Air France là hãng duy nhất có liên quan, trong trường hợp trách nhiệm của Airbus chiếm mức 25%, và kể cả trường hợp sai lầm chia đôi 50-50, một số hãng như AXA vừa là bảo hiểm của Air France vừa cả của Airbus. Ngoài ra, trong vụ chuyến bay Air France 447 gặp nạn ngoài khơi Đại Tây Dương ngày 1 tháng 6 năm 2009, thì một tòa án Pháp đã buộc hãng hàng không phải trả 126.000 euro cho mỗi gia đình nạn nhân trên chuyến bay có 216 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Air France chịu trách nhiệm tài chính với gia đình các nạn nhân theo Hiệp ước Montreal. Các gia đình cũng nộp đơn kiện với Airbus, hãng sản xuất chiếc A330 đã gặp nạn. Nhưng một tòa án Pháp tại Toulouse nói Airbus không có trách nhiệm tài chính đối với vụ việc. Giám đốc điều hành Air France hôm 19 tháng 6 tuyên bố sẽ bồi thường cho gia đình của các nạn nhân trong vụ tai nạn của chuyến bay Air France 447 khiến 228 người chết và mất tích. Thì giám đốc điều hành Air France Pierre Henri Cochon nói trên đài phát thanh RTL rằng là kể từ bây giờ chúng tôi sẽ tập trung chi trả tiền bồi thường ước tính khoảng 17.500 euro, khoảng 24.420 USD trên người. Luật sư công ty bảo hiểm của chúng tôi tại từng nước đang đàm phán với gia đình các nạn nhân về khoản bồi thường này. Thì tuy nhiên, ông Gauthier khẳng định khoản tiền trên là động thái bồi thường của hãng, chứ không phải là một sự thừa nhận về mặt pháp lý. Cuối cùng, ta đi đến phần kết luận. Thì đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không Air France. Paul Laurence Aslanian, người đứng đầu cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp, thậm chí mô tả đó là sự cố hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Sau vụ tai nạn của AF447, thì các hãng hàng không đã phải thay đổi nội dung huấn luyện, bắt buộc phi công tập bay thủ công trong toàn bộ chuyến bay, hiểu rõ các tham số trong chế độ lái thủ công, chỉ đích danh ai là người chịu trách nhiệm khi không có mặt cơ trưởng. Ngay sau vụ tai nạn thì Airbus đã đưa ra một loạt các quy định yêu cầu mọi phi công phải ghi nhớ, trong đó chỉ rõ phải tắt ngay Flight Director khi cảm biến tốc độ hỏng. Airbus cũng gửi một bản hướng dẫn kỹ thuật cho tất cả các hãng hàng không để cảnh báo họ không bao giờ được phép tuân thủ theo hướng dẫn của Flight Director trong những trường hợp tương tự. Bảo hiểm hàng không ra đời nhằm đảm bảo tối đa cho sự an toàn của các hãng hàng không và khách hàng, hành khách. Trong trường hợp chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France, các công ty bảo hiểm đã cùng với hãng hàng không bồi thường thiệt hại cho gia đình các hành khách trên chuyến bay này một số tiền đáng kể. Như vậy thì việc các hãng hàng không hợp tác với các công ty bảo hiểm là cần thiết để phòng ngừa rủi ro trên các chuyến bay. Thì trước khi kết thúc phần thuyết trình của nhóm, thì nhóm em có một mini game nhỏ nhỏ để củng cố lại bài. Mong các bạn sẽ tham gia sôi nổi cùng với nhóm. Thì game của nhóm mình là câu trả lời trắc nghiệm đúng sai. Về câu 1, thì vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 đúng hay sai? Có ai trả lời câu hỏi này không ạ? Mình trả lời đây là đáp án sai nha. Đáp án sai. Câu trả lời của bạn là chính xác. Vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2009, chứ không phải là năm 2019. Tiếp theo qua câu 2 là chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu AF477 đúng hay sai ạ? Mời bạn Thùy Dung ạ. Mình chọn là sai. Câu trả lời của bạn là đúng, vì chiếc máy bay gặp nạn thì mang số hiệu AF447 chứ không phải là AF477. Tiếp theo là câu 3, bảo hiểm hàng không là rất cần thiết, đúng hay là sai? Mời bạn Yến Nhi trả lời. Câu trả lời của mình là đúng ạ. Câu trả lời của bạn là chính xác. Thì bảo hiểm giúp hãng hàng không và khách hàng tránh khỏi những thiệt hại ngoài ý muốn. Câu số 4,
Câu số 4 là nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của phi không công là đúng hay sai? Có ai trả lời không ạ? À, mời bạn Diệu Quyên. À, mình nghĩ câu này là sai á. Mình sẽ tới đáp án nha. À, câu trả lời của bạn là chính xác. Thì do phi công không thực hiện tốt công việc của mình, nhưng nguyên nhân là còn do thời tiết xấu và nhiều yếu tố khác nữa. Và câu hỏi cuối cùng là thiết bị cảm biến tốc độ bị đóng băng góp phần gây tai nạn thảm khốc này là đúng hay sai? Có ai trả lời câu hỏi nào? Mời bạn Thi Dung nha. Mình nghĩ câu 5 là đúng. Cảm ơn bạn. Câu trả lời đúng là chính xác. Bởi vì các đầu vi tốt đã không đủ khả năng đương đầu với sự đóng băng của nước siêu lạnh. Và sau đây là một số tài liệu tham khảo của nhóm. Và đây là thành viên nhóm. Thì cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc cô và các bạn một buổi chiều vui vẻ. Cô cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm đã trình bày thật xuất sắc cái phần thuyết trình này, và đây là một cái bài thuyết trình rất là hay. Các bạn trong lớp mình có ai có ý kiến về cái bài thuyết trình của nhóm các bạn trong nhóm nhóm này hay không? Các ai mai mốt câu hỏi thì nhớ trả lời tương tác nha, đừng có im lặng. Ví dụ như không muốn nói micro thì mình nhắn trong vô chat để cô biết. Mình thống nhất là như vậy đi. Rồi, các bạn không có ý kiến gì hết thì cô có một số nhận xét nhỏ cho nhóm các em. Thì cái slide của các em trình bày rất là rõ ràng và chuyên nghiệp. Và chúng ta cũng không có cần là trình bày quá gọi là quá hoành tráng hay là cái gì cả. Mình present thông tin hình ảnh rõ ràng chuyên nghiệp là được rồi. Rồi mở đầu thì các em có trình bày thông tin về kiến thức bảo hiểm hàng không, rồi diễn biến tai nạn, rồi có thông tin về máy bay Airbus đúng không? Rồi A330 đúng không? Rồi có điều tra nguyên nhân, rồi present về công ty bảo hiểm và các chế độ bồi thường của công ty bảo hiểm. Rồi có sáng tạo mini game. Các em nói chung là làm đầy đủ tất cả các chi tiết hết. Và nhưng mà chú ý ở slide 12, các em có sử dụng hai hệ thống đo lường, đó là độ cao là feet mà chiều dài, cái range của máy bay bay là km. Thì cái đó là không nên. Khi mà chúng ta có thông tin như vậy thì chúng ta nên quy đổi về một hệ thống đo lường thôi nha. Thì các em lưu ý điều này. Và cái slide của các em nói chung là rất là xuất sắc. Thì cô cho cái slide của em 9 điểm. Và tất cả các thành viên trong nhóm của em đều present rất là xuất sắc. Nhất là tới cái đoạn mà có video thì cái bạn Yến Nhung đúng không? Yến Nhung đã thuyết trình theo cái video đó rất là nói chung là rất là sinh động và có thể lôi kéo được người nghe. Thì từ trước bây giờ cô chưa thấy bạn nào có thể present trôi chảy theo cái video hết. Thì thường cô thấy là các em có để cái subtitle ở dưới. Đôi khi cô còn phải nhắc các em đọc theo để cho cái người nghe họ không có nhàm chán. Nhưng mà nhóm các em thì đã có rút kinh nghiệm và đã tự đọc theo và thuyết minh theo cái video đó. Thì cái điều này là rất là good và giỏi. Thì cô cho tất cả các thành viên trong nhóm các em đều được 9 điểm. Chúc mừng các em. Dạ, em cảm ơn cô ạ.